Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ kỳ này, kính mời quý vị khán thính giả lắng nghe bài chia sẻ. Người xưa dạy, sống ở đời làm việc không trì hoãn, nói chuyện không lắm lời, làm người có chừng mực. Tôi biết mình phải làm gì, tôi hiểu rõ những lợi ích của việc đó, tôi cũng biết những hậu quả tiêu cực nếu mình không làm nó. Tôi có đủ năng lực và công cụ để thực hiện công việc, nhưng bạn vẫn không bắt tay vào thực hiện những công việc đó. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn trong cuộc sống không ít lần, trước khi bắt tay vào thực hiện một công việc nào đó, chúng ta thường có những suy nghĩ như vậy. Thực ra, làm gì cũng phải suy nghĩ, tính toán, đắn đo trước sau là tốt, nhưng sau khi tính toán xong thì nhiều người lại không bắt tay vào thực hiện, dần dà những lần như thế sẽ thành thói quen trì hoãn. Nó tạo nên một vòng lặp đi lặp lại, ăn mòn, ngăn cản chúng ta đạt được những thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống. Dù bạn cứ chần chừ, trốn tránh công việc mãi, thì rốt cuộc bạn vẫn phải đối mặt với nó và đi kèm theo đó là một loại hệ quả không mong muốn. Vì thế cổ nhân dạy, sống ở đời làm việc không trì hoãn, nói chuyện không lắm lời, làm người có chừng mực. Thứ nhất là không trì hoãn. Là người ắt sẽ có tính lười, tính ì, ai cũng có lúc mệt mỏi, yếu đuối, khó tránh khỏi những lúc muốn dừng lại một lúc để lười biếng, để nghỉ ngơi. Nhưng làm việc, đáng sợ nhất là hai chữ trì hoãn. Chuyện hôm nay phải làm cho hết, ngày mai rồi lại ngày mai, biết bao nhiêu cái ngày mai lặp lại. Người không biết trân trọng hôm nay, làm sao có thể nắm bắt được ngày mai. Gặp việc chỉ biết trì hoãn, chần chừ, trì hoãn rồi trì hoãn, thoát cái đã tới già, chần chừ lại chần chừ, việc cũng mốc meo lên cả, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, sống trong sự tê liệt, việc nhỏ biến thành việc lớn, việc tốt trở thành việc xấu, việc dễ trở thành việc khó, cuối cùng không đạt được cái gì, không được việc gì. Có nhà thơ từng viết, thịnh niên bất trùng lai, nhất nhật lang tái thần, cặp thời đương cần miễn, tuế nguyệt bất đãi nhân, ý muốn nói là, thời kỳ hoàng kim sung sức khỏe mạnh của con người sẽ không bao giờ quay trở lại lần thứ hai, giống như một ngày chỉ có một buổi sáng sớm, hãy trân trọng lúc còn trẻ khỏe, nỗ lực chăm chỉ, bởi lẽ năm tháng không bao giờ dừng lại chờ đợi cả. Làm người nhất định phải biết trân trọng thời gian, nỗ lực chăm chỉ, làm việc nhất định phải nhanh nhẹn dứt khoát. Chỉ cần bạn siêng, thế gian sẽ không có việc gì khó, chỉ cần bạn hoãn, việc dễ cũng thành việc khó. Đừng tiếp tục viện cớ cho mình nữa, nghĩ xong rồi thì ngay lập tức hãy bắt tay vào hành động. Khi đã bước được những bước đầu tiên rồi, những việc phía sau nhất định không hề khó khăn như bạn nghĩ. Quan điểm sống y ạch, thường xuyên trì hoãn mọi việc, tiềm ẩn các tác động rất tiêu cực tới những kết quả bạn nhận về, sự thành công, và thậm chí chính cuộc đời bạn. Cổ nhân đúc kết qua những quan sát, hành động sự việc trong cuộc sống hàng ngày, để đưa ra những lời khuyên, nhắc nhở động viên chúng ta trên tinh thần, việc hôm nay chớ để ngày mai. Ngày nay chúng ta có một chiến lược giúp bạn đánh bại thói trì hoãn, và nhanh chóng gây dựng những kết quả tích cực cho mình. Chúng ta gọi nó là kỹ thuật Iman, đó là bốn chữ cái I, M, A, N viết tắt trong tiếng Anh. I tức là tôi, M tức là mất, là phải, A tức là action, là hành động, nào có nghĩa là ngay bây giờ. Như vậy mỗi khi có ý nghĩa trì hoãn xuất hiện, bạn hãy đọc câu thần chú, tôi phải hành động ngay bây giờ, sẽ mang lại kết quả rất tích cực cho bạn. Thứ hai là, không lắm lời. Người trầm mặc, ít nói thường là người hành sự cẩn trọng, có tướng cát tường. Người lắm lời thường là những người nóng nảy, hấp tấp, bộp chộp, rất dễ chuốc thù rước hận, vì vậy, quản cho tốt cái miệng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Lời nói không quý ở nhiều mà quý ở sự tinh tế, nói chuyện phải thực tế, có gì nói lấy, không nịnh hót, lẻo mép. Có người nói, lời nói của bạn nên giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chứ không phải tiếng pháo đêm giao thừa, ai mà lại thèm tiếng động ồn ào suốt đêm cơ chứ. Mặc Tử có một người học trò tên là Tử Cầm. Tử Cầm có một lần hỏi thầy giáo của mình rằng, nhiều lời và ít lời, cái nào mới là tốt hơn? Mặc Tử đáp, con ếch và con ruồi, con thì ọp ọp, con thì vo ve không ngừng suốt đêm, kêu đến khô cả họng nhưng chẳng có ai muốn nghe tiếng kêu của chúng cả.
con gà trống. Chỉ khi bình minh mới cất lên tiếng gáy của mình, người trong thiên hạ lại nghe tiếng gáy đó mà thức dậy, vậy nhiều lời có ích gì? Điều quan trọng ở đây đó là, nói chuyện phải biết lựa chọn thời điểm mà nói. Đang bực mình, tâm trạng không vui, đợi bình tĩnh lại rồi hãy nói. Lúc chưa rõ đầu đuôi xuôi ngược, đợi biết rõ thực hư rồi hãy nói. Có việc gấp, từ từ bình tĩnh lại rồi hãy nói cho rõ ràng. Lúc không cần thiết thì đừng có mở miệng. Trong thực tế cuộc sống, người lắm lời hay lải nhải, thường nói ra những lời không đâu. Hơn nữa các cụ từng nói, hòa từ miệng mà ra. Nói nhiều quá khó tránh khỏi nói sai, nói lỡ, và miệng, tự mình hại mình. Bạn muốn dùng lời nói để trấn áp người khác, dù có thắng rồi người ta cũng chẳng phục. Đối nhân xử thế vẫn là khiêm tốn một cách thích hợp là tốt nhất. Đôi khi im lặng chính là vàng, nhưng người lắm lời, hay lải nhải, nói nhiều nhưng toàn nói không đâu với đâu thì lại không hề hay ho. Lời nói chỉ có giá trị khi nó được đưa ra vào đúng tình huống, đúng thời điểm, và với đúng người. Không nên nói thì đừng có nói bừa, không được nói lời vớ vẩn, không đồn đại linh tinh. Lời nói chỉ khi là lời hay ý đẹp, chỉ khi nói đúng lúc đúng chỗ mới có thể phát huy ra được sức hấp dẫn của riêng nó. Và thứ ba là, làm người phải có chừng mực. Làm người phải có chừng mực, đối nhân xử thế phải có giới hạn. Chừng mực không phải là khép lép, khép kín, đó là thước đo quy chuẩn đạo đức làm người, vừa để đo bản thân, vừa để đo người khác. Sống có chừng mực nghĩa là trong lòng có thước, hành sự có độ. Càng giỏi giang thành đạt càng không được tùy tiện nóng nảy, ti tiện, cao ngạo. Muốn có tầm nhìn hơn người phải biết kết hợp cương nhu, lấy nhu khắc cương, trong vuông ngoài tròn. Đối nhân xử thế, muốn được người khác kính phục phải có lễ tiết, có độ lượng. Lúc tiến biết tiến, lúc cần lui biết lui, đừng đuổi cùng giết tận, cho người khác một đường lui cũng là chừa cho bản thân đường lui sau này. Sống chính trực thẳng thắn, biết bao dung, buông bỏ, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất, an nhiên mà sống, tự do tự tại. Chừng mực cũng là cách bảo vệ bản thân hiệu quả nhất, con người càng trưởng thành cần phải tự biết mình, làm tốt việc của bản thân, không dùng quan điểm cá nhân để áp đặt. Đo lường người khác, không dùng quan điểm của mình để yêu cầu người khác, không cưỡng cầu người khác phải giống mình. Có lễ có tiết, có độ có lượng, lúc tiến biết tiến, lúc cần lui thì biết lui, lúc cần thể hiện hãy thể hiện, lúc cần che giấu hãy che giấu, ở vị trí nào làm việc đó, bưng bát như nào ăn cơm như vậy, là người chính trực, thẳng thắn, đường đường chính chính, không hổ thẹn với trời đất, với lòng mình. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, nhờ có chừng mực mới vận chuyển một cách chính thường, giữ tâm chừng mực tự khắc sẽ trở nên mạnh mẽ. Không dựa dẫm vào người khác, tự thân mình sẽ trở nên kiên cường. Không tìm cách cưỡng chế người khác, chân tâm sẽ sáng ngời và thanh thản. Bình tĩnh, trầm ổn, thản nhiên vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, cái độ vừa hay này chính là thứ mà ai trong chúng ta cũng nên theo đuổi. Thân không mang ràng buộc, không tham chấp thứ không thuộc về mình, sẽ đạt được sự tự do thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những clip mới nhất về trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Phật Pháp và cảm ngộ cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.